Kính thưa cô chú chị, hiện tại bây giờ trong cái sự việc hồi sáng này có một clip á của anh YouTube chia sẻ về cái vụ việc của thầy Minh Đạo. Thì có một cái cô hai cũng là cổ hồi đầu cổ chia sẻ mấy clip thì em thấy rất là ok, em thấy rất là hài lòng. Nhưng mà mấy cái clip gần đây thì cô hai nói sai hoàn toàn sự thật nha anh chị. Thì nói chung thì em không có ghét cô hai hay là em ghét anh YouTube, nhưng mà em muốn lên tiếng để em cho anh em này để làm nghiêm chỉnh lại, đăng cái gì cho đúng sự thật. Như là hồi sáng này anh đăng lên là cái tiêu đề của anh là thầy được nhận 1 tỷ, 1 tỷ ở đâu ra? Thì em có lên cái đường live trực tiếp đó thì cũng có cái bà cô Úc Kim, cổ cũng thấy như vậy, cổ cũng rất là bức xúc. Thì cổ cũng có gọi cho em, cổ chia sẻ lên, gỡ những lời gì cổ muốn nói lên cho cô hai nghe để cô hai rút cái kinh nghiệm này em lại. Thì em mời cô chú chị mình lắng nghe cái video của em. Để nếu cô chú chị ủng hộ kênh em, cho em xin cái like, cái đăng ký nha cô chú chị. Đã qua rồi, ổng chịu rất là nhiều thiệt thòi. Còn ở đây không phải là cả những người mà nhào vô lấy chùa của ông thầy, là cái này là không đúng. Thì dù sao đi nữa thì thầy Thích Minh Định cũng là thầy Thích Minh Đạo đào tạo. Thì bây giờ nếu thầy trò trao đổi với nhau cũng vẫn được. Mong cô hai đừng lên cộng đồng mạng chia sẻ không đúng sự thật. Lỡ cô hai nói ra một câu chữ biên nó nhỏ, chữ đồ nó bự, rất là tổn thương cho ông thầy. Ông thầy không ai dám có quyền chiếm đoạt tài sản lấy chùa của ông thầy. Đây là tự ông thầy dân hiếu. Tại vì ông thầy đâu có làm gì sai luật pháp nhà nước, chính quyền địa phương của chúng ta. Mà ai có quyền lấy chùa của ông thầy? Vì mình muốn thương cho ông thầy là vì ông thầy cực khổ quá, muốn dứt bỏ chuyện đời để ngồi im lặng để tịnh niệm. Có ai hiểu không? Còn có ai chia sẻ là có ai nói là ông thầy ơi, thầy đi cứu trợ về thầy sẽ có biệt thự ở. Ủa thầy đâu có ham chùa to lúc bự, mà có ai lên cộng đồng mạng cô để cho thằng YouTube cái chia sẻ như vậy? Thì cảm nhận là so ra là ông thầy bỏ cái gia của ông thầy cho người khác, bỏ cái chùa của ông thầy cho người khác để ông thầy đi chợ khách của người ta sao? Thì cuối cùng là ông thầy không tu trang nghiêm, đó là làm cho ông thầy mất đi giá trị phẩm chất của một người thầy đạo của chúng ta. Nếu cô ai chấp nhận có ông thầy Thích Minh Đạo thì cô ai phải bớt lên để cô ai chia sẻ những cái không đúng. Cái anh YouTube kia nè, cái 1 tỷ là cô ai đã nói sai. Cô ai đừng nói cái vụ 1 tỷ rồi ở bên kia kích động ông thầy, rất là tổn thương cho ông thầy mà rất là tội nghiệp. Ở đời nó có hai câu, tổn thương nó khác, tội nghiệp nó khác, và cái thương nó khác. Thương là thương hại, thương là tội nghiệp. Ông thầy công lao cực khổ mấy chục năm mà hôm nay sao ông thầy lại bỏ để ra đi? Còn tổn thương cho ông thầy là gì? Ông không có nhận 1 tỷ bạc mà họ nói ông như vậy thì đó là cái điều tổn thương. Có ai hiểu không? Có ai nhỏ tuổi hơn tôi chứ có ai không bao giờ qua tuổi tôi nổi. Tôi tới 70 mấy tuổi rồi, nhưng tôi sống ở ngoài đời vừa đảo, tôi cũng đã có nhúng tay vào, chẳng qua tôi không đưa mặt ra thôi. Nói cho cô hai nghe nè, không có ai từ thiện cho ông thầy 1 tỷ bạc mới đây mà thầy ơi đi cứu trợ về thầy có biệt thị mini thầy ở. Đó là cô hai đã nói sai lương tâm, sai đạo đức, sai cả một Phật tử của chúng ta. Nếu chúng ta là người Phật tử luôn luôn giữ mãi một cái cây im đẹp không tóc gốc và không bao giờ bị sụp rễ, tại vì từ cái rễ mới lên cái cây được chứ không phải cái cây bám vào rễ. Thì ông thầy là rễ mà cô ai nói vậy thuộc thì họ nhổ cái rễ. Mình Phật tử làm sao đu đeo được ông thầy? Cả cộng đồng, cả xã hội cho ông thầy buông cái chùa này để lấy cái vật chất khác. Tôi lắm lúc họ cũng đã thử lòng thầy cho thầy vậy, coi thầy có tham hay là không. Mong cô hai lên cộng đồng mạng chia sẻ chính đáo sự thật, những câu nào đáo câu ấy để giúp cho thầy, trước mắt giúp cho thầy có sức khỏe, sau giúp cho thầy và để thầy nói chuyện cho cả công chúng cộng đồng Phật tử chúng ta điều mến mộ ông thầy. Đây là tôi gửi lời tới cô hai. Còn cô lên những cái tiếng nói của cô hàng ngày, cái thứ nhất cái sư cô đó đi xe du lịch đi tu ông cha niệm Phật đó, không nói là quyền sở hữu riêng tư của người ta. Còn cô chấp nhận bảo vệ cho ông thầy Thích Minh Đạo, ai nói thêm ai nói bớt thì cô đứng ra bảo vệ như tôi hiện bây giờ. Còn chuyện của chùa cô đừng có bùng nổ, đừng có đẩy đưa ra, cô chưa là người đã gặp ông
chuyện đó thôi gì. Tôi chỉ cái tung cái kênh của thằng ta này là vì nó đến thầy nói chuyện với thầy, nó có lịch sự trước mặt thầy, nó không dám quay thầy luôn vì nó sợ tổn thương cho thầy. Cho nên cô ai lên chia sẻ phải đúng đắn, mình là người đừng ăn bậy nói bạ mà phải đúng đắn giữ một lời trước sau như một. Mình là một Phật tử dù cho tuổi cao sức yếu và răng rụng cỡ nào, mình cũng là hào con của sư thầy, đã là thầy thì giả thưa thầy, chứ không phải dù có ai kính nể với có ai chia sẻ có những điều tôi thấy rất là chân lập. Còn tôi thì nói cho cô ai nghe, lúc nào tôi cũng ở đứng phía sau, tại vì tôi không bao giờ đem chuyện của thầy chùa ra mà tôi nói. Nhưng tôi thấy cô ai chia sẻ gần đây tôi quá bức xúc, nhưng cô ai phải biết nói làm sao cho nó đúng cái lời sự thật. Gần đây cô nói là thầy ơi về lấy cái mini nhỏ để cho thầy ở, có một cái khách sạn mini rồi để làm một cái chùa mini thầy ở cũng vẫn được, đã vui quá thầy ơi. Thầy không bao giờ nhận, giả sử thầy nhận cái đó họ còn đánh giá thầy rất là thậm tệ. Ở đời thân xác mình là cao hơn tất cả, sức khỏe mình là phải gìn giữ cho cuộc đời, gìn giữ sức khỏe mình là trên hết, hơi thở của mình như là một tiếng nói của mình, có ai hiểu không? Một khi mình đã phát âm ra thì phải phát âm cho đúng A, B, C, D, D, phải cho đúng sự thật, nó mới đi vô một câu thơ. Còn cô hai vừa nói đây, cô hai nạt mở đã có trà trộn. Còn anh YouTube kia tôi nói cho anh nghe nè, hàng ngày anh đến tổng nhất cho cô hai, cũng không biết cô có cho tiền cho bạc hay không, tôi không muốn nói. Nhưng anh tổng nhất càng ngày đã càng đi sai, cái vụ 1 tỷ anh đăng lên vậy, người ta vô tình khách quan bên ngoài và cả trong nước ngoài nước đã hiểu sai làm về ông thầy, người ta chưa minh quan và chưa giải bạch được cho ông thầy, mà bây giờ ông thầy đã nhận 1 tỷ. 1 tỷ này từ đâu ông thầy đã nhận? Mình nên nhớ phải đăng một cái clip lên nói cho chính đáng rõ ràng sự thật đàng hoàng, đó là mấy điều mình con cháu của Phật tử của ông thầy Thích Minh Đạo, tại vì Phật tử của ông thầy Thích Minh Đạo ăn ngay nói thẳng, đâu đó phải đàng hoàng, không bao giờ nói bậy nói bạ để hại ông thầy. Nói lên 1 tỷ vô tình là đã hại ông thầy, có ai hiểu không? Hôm nay tiếng nói của tôi gửi đến cô hai phải hiểu, phải suy nghĩ cho kỹ, cô hai phải điếm chính lại 1 tỷ từ đâu có, không phải ông thầy đi cứu trợ như vậy mà có 1 tỷ để bà con cộng một đồng mạng cho. Hay là bây giờ ông thầy về có siêu thị mini nhỏ ông thầy để ở, thầy là không bao giờ tính toán so đo tiền bạc vật chất khôn môn đăng hộ gói, mà so đo mình có tài có lực có công có đức để bảo vệ cho Phật tử chúng ta hay không thôi, chứ không phải ông thầy để dành siêu thị, dành tiền, dành bạc, dành hết tất cả những cái gì của Phật tử chúng ta mồ hôi nước mắt ở ngoài. Ông thầy là thầy không bao giờ làm những cái chuyện như vậy, có ai hiểu không? Hôm nay tôi nói cho cô nghe, thầy của mình không tham là mình rất là mừng, thầy của mình đi đúng mình rất là mừng, còn thầy của mình nói một câu đàng hoàng tế nhị hiền lành đạo đức, đó là điều đức phước của mình đã đi trúng ngay ông chùa. Người thật việc thật, ông thầy xứng đáng là làm thầy ngồi trên các bậc của chúng ta. Còn bây giờ có ai cứ lên chia sẻ những cái câu không đúng như vậy, như một cái câu 1 tỷ không đúng, siêu thị mini cũng không đúng, rồi có ai kia là bây giờ ông thầy á là bây giờ á là giả á là nó con nít cho là mua đất. Cô hai nói có điều tôi thấy trên đó rất là trên lợp. Bây giờ tôi nói cô hai nha, đã là thầy không cần biện minh và không cần thông minh bên nhà, ông hai đó tạo kẻ lợi đợi cả một người làm gì thao lẫn lộn giống như nhau. Cô hai nghe người ta nói không, vàng thao lẫn lộn giống như nhau, rồi bây giờ người nghèo cũng vẫn đeo vàng, nhưng vàng bán không được. Còn tại sao chùa cũng rất là nhiều chùa, mà tại sao chùa giàu chùa nghèo? Chùa giàu là muốn sợ, muốn cho cao nghiêm, tôn trọng cho Phật tử lớn đó, để có cây tre bóng mát, để nói chùa đó có đức có quốc có tài, mấy nhiều người tham tiền không quả đó. Còn chùa ông thầy Thích Minh Đạo sao nghèo quá, là vì lý do nói một mẹ đầy con, cái tuổi thơ của tụi nó còn nhắc còn nhéo, còn sống ở ngoài đường, ông thầy phải chia năm sẽ bãi cho tụi nó. Cho nên ổng không bao giờ lấy cái lòng của những đứa nó mà để ổng lên cầu xin. Cô hai nó cho 1 tỷ, mới đây ông thầy nhận được 1 tỷ. Cái anh kia nó gỡ clip nó xuống đây, đừng có làm như vậy, anh đừng có nói như vậy. Cô hai chia sẻ tôi thấy trong đó ngày xưa 10 clip là đúng 10 clip, bây giờ đã trên lọt hết tất cả rồi. Cô hai, mình ăn cơm, ăn chắc mặt bền, cô muốn nói cái gì phải bình tĩnh tự tin. Là gì là mình là sao? Là mình là đại tử, mình là gì sao? Là lính, mình là gì sao? Là Phật tử của ông thầy Thích Minh Đạo. Thì mình phải nói làm sao ta thầy.
này tốt mình phải tốt, còn cách mình không tốt mình đừng bao giờ đó đưa lên những cái clip không xứng đáng, không chính đáng nữa. Cô hai nên nhớ, cô chỉnh cô hai lần này là cái clip thứ ba rồi, cô hai nên nhớ kỹ nha. Cô hai đừng bao giờ mà nói còn cái anh kia đưa lên những cái clip bây giờ tôi nói nè. Bây giờ làm sao mà bây giờ lên biết rằng lên anh á là người khán giả tôi đâu. Thì cô hai nói họ tưởng sự thật như vậy họ đã tôi đâu rồi. Nhưng muốn nói rằng sao phải đứng chính vụ 1 tỷ lại. Còn như ông thầy đi cứu trợ này là chỉ có 300 triệu thôi. Tái gia nó tăng cho nó là giường, cơm, xẻ, áo. Ông thầy cắt biệt để ra cho. Còn về đây thì có gì ăn ấy. Không phải bao nhiêu người đến chùa mà để cho tiền ông thầy. Bao nhiêu người đến chùa mà để cho tiền. Những đứa chúng sanh, những đứa mù côi, những đứa khổ sở. Ông thầy của mình là ông thầy Thích Minh Đạo không làm những chuyện vậy. Tại vì ổng cầm đồng tiền, ổng cũng biết đồng tiền nào khổ, đồng tiền nào không khổ, cho nên ổng xài chi tiêu cũng đúng mỗi nơi, mỗi thứ, mỗi chuyện, chứ không bao giờ không ăn tiền. Cho nên cái clip mà đưa ra, thầy ơi, con mừng quá, thầy về chứ này có siêu thị mini thầy ở rồi, có cái chùa nhỏ thầy ở rồi, đừng nói như vậy, họ lấy chùa thầy. Thầy không ai lấy chùa thầy hết, tôi khẳng định không ai lấy chùa thầy, tại thầy làm thầy, làm ông trên, thầy biết cái chuyển điểm quyền di đã chuyển cho thầy đến nơi đến bước một con đường nào, thầy phải xả căn xả nghiệp để thầy bước ra cho thầy nhẹ nhàng. Thầy sẽ có một phương hướng khác, con đường của thầy đi, đường thầy đi mình không bao giờ biết được. Ông trên sẽ quyền chuyển và chuyển cho thầy đi đến nơi đến bước đến một con đường nào. Cho nên cô hai nói vậy là tôi thấy cô hai đã nói sai về ông thầy của chúng ta. Nếu mình không gọi là thầy không tôn trọng cho nhau thì đừng bao giờ đem những lời cay đắng đến ông thầy nữa, hiểu chưa? Cô chia sẻ lít mấy lít trước tôi rất là tôn trọng, đội ơn cô rất là nhiều. Còn những cái lít sau này là cô chia sẻ không đúng. Cô chia sẻ nhiều cái lít từ cái vụ mà ông thầy đi cứu trợ ở ngoài về đó. Cô là người cũng là Phật tử, một tháng hai tháng cô đến chùa một lần, một tháng hai năm cô đến chùa một lần. Cô không phải ở trong ruột, ở trong như những người đàn ông bà bảy đã nuôi tuổi đó, cô hiểu không? Cho nên hôm nay tôi muốn góp ý cô hai, tại vì cái sự bức xúc của tôi, cô hai phải nói chuyện điểm chính trở lại. 1 tỷ này từ đâu có? Bởi khách quan bên ngoài, những người ghen ăn kích ở, những cái người mà không sử dụng được ăn nói xấu ông thầy Thích Minh Đạo. Bây giờ cô gấu lên 1 tỷ này, tất nhiên người ta sẽ nói ông thầy này làm bộ ra ngoài để than nghèo khổ, tự mình giao chùa rồi mình nói người ta lấy chùa mình rồi để làm gì, ta quy tội làm nhục nhã cho ông thầy, đúng không? Cái đó là cái tổn thương chứ không phải là cái cô hai có hại mà cô hai làm cho ông thầy Thích Minh Đạo bị tổn thương. Ngay cái vụ mà người ta chiếm đất chùa, người ta lấy chùa, hiểu không? Phải cái này tự ông thầy đã giao, tự ông thầy đã giao cho người ta. Chẳng lẽ bây giờ ông thầy giao mà ông thầy phải đi ra để lấy những người khác để cho tao? Cho nên cô hai là Phật tử mà cô hai đã dành ông thầy Thích Minh Đạo thì cô hai phải hiểu được cái chân lý đạo Phật chúng ta ở đâu, cái người tu Phật nó ở đâu. Mình phải sống làm sao cho hiểu người, hiểu biết, hiểu tánh và hiểu nết của một ông thầy của chúng ta. Cô hai hiểu không? Hôm nay tôi nói cho cô hai nghe, tôi không có nói bằng ngọt dịu đến với cô hai được, mà tôi muốn nói nếu cô hai chấp nhận là Phật tử của ông thầy Thích Minh Đạo thì cô hai bớt nói lại, cô hai bớt cái miệng cô lại, cô nói như vậy đã sai hoàn toàn, sai hoàn toàn, sai hết tất cả trong lòng của mình. Mình nói cho ăn cho vui cho thằng đó, cô hai có biêu nó, cô ăn, nhưng mà cô để làm cho thầy mình bị tổn thương. Cô hiểu không? Cô nói 1 tỷ đó, cô biết trong nước ngoài nước biết bao nhiêu người lúc sáng về ông thầy Thích Minh Đạo không? Cô cách ông thầy Thích Minh Đạo khoảng 6-7 cây số chứ không phải cùng chung một cái giấc chùa. Cho nên cô ai muốn chia sẻ cô bớt lên, cô bớt chia sẻ những câu không đúng đắn để mấy người YouTube có tiền ăn mà nói là làm cho ông thầy bị tổn thương, tự dồi ở trong chùa dồi ra, trong ruột dồi ra là cô. Cô nói cô là người chùa chiền, cô chia sẻ về các vấn đề chùa chiền mà cô biết hết tất cả như vậy, vô tình cô đã bắn đứng ông thầy Thích Minh Đạo. Cho nên hôm nay cả cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, tôi là bà Cao Thị Kim chấp nhận nói, chấp nhận chịu đứa đầu ra sự thật. Nếu ai tìm kiếm tôi là hết tháng này nè, là bước qua năm tay đến bệnh viện sẽ gặp tôi. Có ngày tôi là người từ thiện con ở trong bệnh viện ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai, đó là điều tôi nói sự thật. Tôi công bố ngoạn dạng lên, nếu ai tìm kiếm tôi bà nào đi tới bịt mặt bắt bùng chạy xe khác màu xanh lục chuối là đó là bà Cao Thị Kim. Còn lại tôi chân thành sự thật nói đã được, những ông thầy đã làm đúng làm tốt không bao giờ ổng lên cộng đồng mạng. Nhưng bản thân tôi có cho những cái gì tôi cũng không bao giờ đưa clip lên vì tôi sợ người đó bị tổn thương. Tôi muốn sợ tôi giúp đỡ người đó, tôi muốn người đó nhận cái số tiền của tôi, nhận được cái gì của tôi, biết làm ăn, biết lo làm ăn, không bao giờ tôi đưa.
không giúp đỡ. Tôi giúp đỡ người đó rồi, người đó làm cái không được thì để cho người khác giúp đỡ. Chứ tôi không bao giờ lên để tôi chia năm sẽ bại để tôi nói những câu mà không đúng đâu. Còn có ai nói phải tôi nó đúng đâu. Nói phải tôi nó đúng sự thật, tôi nói không đúng. Tôi nói dù 1 tỷ rồi tôi đã nói sai nữa. Hoàn toàn 1 tỷ rồi tôi đã nói sai. Tôi nói nè, các những anh em YouTube, các bố nước và ngoài nước, cả cộng đồng mạng, anh em YouTube của chúng ta không có thằng nào làm YouTube mà gọi là thằng YouTube dơ. YouTube đẳng là không có. Dơ là vậy đi, từ sáng tới chiều không tắt mấy là dơ. Còn anh nào cũng nhiều làm thật hết. Nhưng anh đâu lên, lời thật, việc thật, cái gì cũng thật thì cứ hoàn toàn họ sẽ theo dõi mấy anh. Từ cái kênh nhỏ mấy anh mới có cái kênh hơn. Họ nói mấy anh nói cái gì cũng đúng sự thật. Họ mới đeo đẳng, phải sao được những cái tin tức của mấy anh. Còn mấy anh đưa lên những cái thông tin là không đúng thì họ kêu bằng YouTube ảnh, còn tôi không nói YouTube ảnh mà mấy anh đã cân chết lợt. Mấy anh đã nói như vậy là đi sai đường lạc lối, nó không đi đúng sự thật. Hôm nay tôi gửi lời đến cho cô hai phải biết tôi như thế nào, tôi đã gửi cho cô, thì cô phải biết cư xử nói đúng lời thật việc thật, nó mới đúng lợt. Mình là đại tử của ông thầy Thích Minh Đạo, hiểu chưa? Còn cô lên ngày nào cô cũng chia sẻ một ngày ra clip, đúng clip, non clip, nhưng nói đã sai hết. Những cái siêu thị, những cái gì đi chùa về đi cứu trợ vậy, ông thầy ham gì? Ông ham danh, ham lợi, ham tiền, ham bạc, ham của quý, ông bỏ của cũ, ông đi nhận của mới hay gì? Thì sao bao nhiêu bạn tử đều cho thầy mà thầy không nhận? Đó là thầy sợ, sợ gì sao? Sợ gì ba gia tánh ở ngoài rất là nghèo nàn, khổ sở, cực nhọc, làm đồng tiền mù hôi nước mắt rất là cực. Cho nên ông thầy không phát, không nhặt của ba gia ba tánh mà có ai đưa cộng đồng mạng cô la lối. Còn cái cô này nè, là cổ nói là cổ cho ông thầy thuê cái nhà không đồng, chứ không phải là tha là cổ mua lợi danh lợi. Tại vì cổ cũng là từng người ăn chay, cổ hiểu cái đường tu, cái đường đạo đức công quả của một người ăn chay nó khó khăn cực khổ như thế nào. Có là lòng người ta là cũng đã cùng chung đi chí hướng về đạo Phật. Cho nên cô ai chia sẻ là cô ai chia sẻ không đúng. Cái này người ta cho ông thầy mượn, chứ không phải là tặng luôn hết tất cả cho ông thầy. Dù có tặng ông thầy cũng không nhận. Thà mình làm thầy rồi phải đúng nơi đúng chỗ, có cái ghế ngồi đàng hoàng, vô bên nào bụi lùm bụi cây gốc cỏ, mình làm ngay làm thẳng thì mình mới gọi là thầy. Chứ không phải mình bỏ cái này mình gầy cái khác của bác gia bác tánh Phật tử của chúng ta nữa thì điều đó không đúng, là sai hết tất cả. Cho nên hôm nay tôi muốn gửi lên lời ngay, chị ai phải nói diễn chính trở lại là ông thầy không có nhận 1 tỷ mới đây. Cái thứ nhất, cái thứ hai, dẹp những cái siêu thị mi đi gì đi, dẹp ở đây. Ông thầy không có môn đông hậu đói, không ham về vật chất, mà ổng không ham gì hết, ổng không ham địa vị cao sang. Cho nên ổng bỏ những cái địa vị của ổng từng Phật giáo đi ra, ổng bỏ hết những cái địa vị của ổng. Bây giờ ổng sống chỉ một người dân giả bình thường. Thì cho nên cô hai phải biết tôn trọng lời nói của ổng, và cô hai phải nhận xét đâu đúng đâu sai. Cô hai đừng đăng lên những cái clip đó cô hai nói nữa. Cô hai càng nói nhiều càng đi sai, càng nói nhiều cả sai cô đã đi bị cho lọt. Khi như chiếc xe lửa cô chạy đã bị trật bánh rồi, cho nên trật bánh trước bánh sau không bao giờ cô tránh được. Cô hãy dừng lại lúc này còn kịp lúc. Đó là tôi gửi chân thành sự thật trong trái tim của tôi. Còn những Phật tử nào trong nước và ngoài nước, nếu người mình là đại tử nha, hoặc là mình là Phật tử, mình con ông thầy Thích Minh Đạo, thì hãy giữ những cái câu tôn trọng ông thầy suốt cả cuộc đời. Dù cho gió lội nó lộn cỡ nào, nhưng khi nó vẫn đứng đó, đừng bao giờ ngã về bên nào. Dòng suối trôi đi mãi cuộc đời, dòng suối chảy hết cả cuộc đời, không bao giờ hết nước. Mình có ông thầy cũng không bao giờ dứt được. Khi nào mình nhắm mắt xuôi tay, lúc đó là mình mới chấp nhận buông ông thầy ra. Còn bây giờ đã là thầy mình, thầy của chúng ta, mình nên trân trọng, nên giữ cái thể diện. Mình nên giữ thể diện cho ông thầy mà giữ cả tiếng nói của mình. Chứ không phải biết ở trong chùa cái gì cũng kia nó sẽ bại nữa.